Những ngày gần đây, câu chuyện về hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đang xây dựng đề án nhằm xin phép cơ quan chức năng đưa thi hài của vua Bảo Đại về nước an táng. Theo đó, Nguyễn Phúc Tộc đề xuất lấy 15 hectare tại xã Thủy Biều, thành phố Huế để xây lăng mộ. Điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng Bảo Đại là người phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc, dòng họ Cự Hoàng có nguyện vọng thì tự mua đất và tự xây lăng mộ. Vậy vua Bảo Đại là ai trong lịch sử dân tộc? Vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của Việt Nam. Sau khi vua Khải Định chết, Bảo Đại nối ngôi năm 1925 khi 13 tuổi, cho đến khi thoái vị vào tháng 8 năm 1945. Trong 20 năm làm vua, Bảo Đại chỉ là con rối trong tay người Pháp. Bảo Đại được đánh giá là người hào hoa, lịch lãm và sành điệu. Ông săn bắn giỏi và rất thích săn cọp, lái xe cừ, điều khiển cả máy bay, khiêu vũ, đánh gôn, chơi quần vợt, cái gì cũng tuyệt, duy chỉ có làm vua là không biết. Sau khi đế quốc Nhật Bản đảo chính Pháp, bộ máy hành chính của thực dân Pháp tan rã. Vì thế, việc thành lập chính phủ mới được Nhật đặt ra như một đòi hỏi cấp bách và đế quốc Việt Nam ra đời trong bối cảnh đó. Bảo Đại lại theo phát xít Nhật. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại gặp cố vấn tối cao của Nhật Bản là đại sứ Yokoyama Masayuki tại điện Kiến Trung để ký bản tuyên cáo Việt Nam độc lập. Và đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, Bảo Đại thoái vị trao ấn kiếm cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 8 năm 1945. Ông đi vào lịch sử với câu nói nổi tiếng: "Ta thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ." Sau khi thoái vị, Bảo Đại được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn của chính quyền cách mạng, nhưng ông ta đã phản bội cách mạng. Ngày 7 tháng 12 năm 1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngụy Sài Gòn, và Bảo Đại được làm quốc trưởng. Trả lời điện phỏng vấn của Dân Quốc Nhật Báo ngày 3 tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án Bảo Đại như sau: "Vĩnh Thụy trở về với 10.000 quân viễn chinh Pháp để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước, đó là sự thực. Âm mưu của thực dân Pháp là đặt lại chế độ nô lệ ở Việt Nam. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc. Pháp luật Việt Nam tuy khoan hồng với những người biết cải tà quy chính, nhưng sẽ thẳng tay trừng trị những tên Việt gian đầu sỏ đã bán nước buôn dân. Quân và dân Việt Nam quyết tâm đánh tan tất cả âm mưu của thực dân, quyết kháng chiến để tranh cho kỳ được độc lập và thống nhất thật sự." Cảm phẫn trước việc Bảo Đại bán nước, làm tay sai cho Pháp, người dân truyền tụng những câu ca dao phê phán rất thẳng, rất gay gắt, chửi cả tông tộc vương triều nhà Nguyễn. Từ khi vua khai quốc Gia Long đến vua cuối cùng Bảo Đại là dòng Việt gian vì hành động cầu viện ngoại xâm để giành ngôi vị. Bảo Đại là cháu Gia Long, là con Khải Định, là dòng Việt gian. Gia Long cõng rắn cắn gà, dây mã ông bà, Bảo Đại rước voi. Ai ơi phải nhớ mấy lời: đừng cho kẻ hại giống nòi mọc lên. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Geneva được ký kết, Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Chính quyền và quân đội quốc gia Việt Nam tập kết ở miền Nam Việt Nam chờ tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ đã nhảy vào thay Pháp, hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Bảo Đại muốn theo Mỹ để vinh thân phỉ gia, nhưng bị Ngô Đình Diệm lật đổ bằng cái gọi là trưng cầu dân ý vào tháng 10 năm 1955. Một năm sau, ông sang Pháp sống lưu vong và qua đời năm 1997 ở tuổi 84.